ban mặt cho đất, ban lưng cho trời, mà những cơn gian bao âu lo vui buồn. Trời đèo mưa nắng về quê tôi hôm nay vui sao, những người tiếng hát sông sang không làm đồng hôm nay ngô vai trên hoa bức tranh quê tươi màu nắng ơi, đồng xanh xanh mướt dây dọc ngang như vùng làng về tiếng máy reo vang. Người quê tôi vẫn hoan câu hát, người nông dân không lo mất mùa. Quê mình hôm nay bao nhiêu đổi thay, không còn hộ nghèo túng thiếu ăn tay, đường liên thôn xe đi như phố, người quê tôi chúng tôi bên đoàn. Lúa xanh ngập đồng bánh reo rộn ràng, tỏi bao ước mơ. Nhớ công ơn đảng hát ca vui mừng, đời bao ấm no. Kính thưa đồng chí, đồng bào và các bạn, chúng tôi đang đứng trước trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Nà Trì là xã nông nghiệp vùng 2 thuộc huyện Xín Mần. Xã có diện tích đất tự nhiên trên 8.000 ha, nhưng chỉ có trên 65% là đất nông lâm nghiệp, còn lại là đất khác. Toàn xã có 13 thôn bản, trên 1.000 hộ gia đình, 4.781 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc. Nhân dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng năm 2020. Hộ khá giàu chiếm 10%, hộ nghèo còn 11%. Trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, hôm nay chúng tôi cùng đồng chí, đồng bào đi tìm hiểu về những quyết tâm thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã, khi mà vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo các vấn đề xã hội để chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Trước tiên, mời đồng chí, đồng bào cùng chúng tôi tìm hiểu về những kế hoạch của cấp ủy chính quyền xem như thế nào nhé. Xin chào đồng chí chủ tịch. Xin đồng chí hãy cho biết những kế hoạch và chủ trương của xã trong phong trào nhằm thi đua phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội của địa phương để chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ạ. Dạ vâng. Đối với lại cái công tác phòng chống dịch Covid-19 đấy thì xã chúng tôi là cũng thực hiện các văn bản chỉ đạo chung của trên để tổ chức tuyên truyền vận động bà con trong cái việc phòng chống Covid-19. Ngoài ra thì chúng tôi là vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân bằng các hình thức như là tại các buổi họp thôn, tại các phiên chợ và tuyên truyền vận động bà con thực hiện nghiêm cái 5K trong phòng chống Covid. Và do làm tốt công tác phòng chống nên là trên địa bàn xã cũng không xảy ra cái dịch bệnh Covid-19. Thế còn đối với lại các cái phong trào để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng cũng như là đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì đối với xã thì cũng đã đăng ký làm một cái công trình, đó là mở mới lên đường khu vực trung tâm xã đấy, với chiều dài là 1,7 km bằng cái nguồn xã hội hóa. Đấy, thế còn chỉ đạo các thôn bản là mỗi thôn làm một công trình như là làm đường nhóm hộ theo cái nghị quyết số 14 của Đảng bộ huyện đấy, và cho các thôn đăng ký chỉnh trang khu vực trụ sở thôn bản. Thế còn đối với lại việc phát triển kinh tế hộ gia đình thì xã cũng đã vận động tuyên truyền cho 12 hộ thực hiện các cái mô hình như là mô hình nuôi trâu vỗ béo, mô hình phát triển trồng rừng. Ngoài ra thì tiếp tục triển khai cái chương trình cải tạo vườn tạp thì đối với xã Nà Trì thì cũng đã ra quân tổ chức triển khai được 22 hộ trong năm 2021. Đấy, và chúng tôi quyết tâm là sẽ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Nà Trì vào năm 2022.
Thưa quý vị, để mục sở thị những nỗ lực vượt khó của nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội địa phương, xin mời bà con cùng với chúng tôi đến với một số thôn bản và hộ gia đình. Kính thưa đồng chí, đồng bào, ngay lúc này thì chúng tôi đang có mặt tại thôn Nà Trì, xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Và phía sau lưng chúng tôi là gia đình anh Dũng Ngọ. Ngay bây giờ, mời đồng chí đồng bào hãy cùng theo chân chúng tôi để di chuyển vào phía trong gia đình và xem mô hình trồng trọt chăn nuôi của gia đình anh chị Dũng Ngọ. Ô, chị Ngọ, em chào chị. Vâng, chào em. À, chị vừa đi làm vườn về ạ? Vâng. À, hôm nay em cùng với tất cả các anh chị ekip đến đây để cùng muốn xem và học hỏi cái cách mô hình chăn nuôi gia đình nhà chị. Vậy chị có sẵn lòng đưa em đi không? Có. Hai chị em mình đi. Chị cho em hỏi là bây giờ gia đình nhà mình chăn nuôi những vật nuôi gì nhà chị nhỉ? Thì có con lợn. À thế ạ. Gia đình mình thì có khoảng bao nhiêu con lợn? Tầm khoảng độ hơn 30 con. Hơn 30 con. Vậy bây giờ chị em mình đi xem cái mô hình chăn nuôi gia đình mình nhé. Vâng. Đi. Chị Ngọ ơi, ngoài gia đình mình chăn nuôi lợn ra thì em thấy còn có ao cá này, còn có những đàn gà này. Thì không biết rằng ngoài cá và gà ra và lợn ra thì nhà mình còn chăn nuôi gì nữa không nhỉ? Chăn cá, chăn lợn thôi. À thế ạ. Thế lợn mình, số lượng của mình khoảng 30 con thì một năm thì mình xuất được mấy lứa ạ chị? Mỗi năm thì 3 lứa. 3 lứa thì cũng tầm khoảng độ 2-3 tạ lợn con. À, 2-3 tạ lợn con bán ạ. Vâng. Vâng. Thế là còn lợn thịt à chị? Lợn thịt thì nhà chị thì cũng không nuôi. Có hai ông bà thôi thì nuôi lợn nái để đấy con thôi con. Dạ vâng. À, với số lượng chăn nuôi lợn như vậy thì một năm thì trung bình nhà chị thu nhập được khoảng bao nhiêu tiền? Tầm khoảng độ 80. 80 triệu. Vậy chia cho 12 tháng là trung bình mỗi tháng là gia đình mình có khoảng từ 6 triệu đến 7 triệu đúng không nào? Bây giờ chị em mình cùng vào bên trong để xem những con lợn của gia đình mình và để xem cách làm gia đình nhà chị chăn nuôi như thế nào. À, em mời chị. Đây là lợn đỏ này là lợn rừng. À thế ạ. Vâng, lợn rừng. Còn lợn đen này cũng nuôi bình thường đây thôi. Trong chuồng này thì có 6 con thì chị nuôi được bao nhiêu lâu rồi ạ chị? Còn hai con nái to này. Hai con nái. Hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi. Vâng. Còn 6 con, 5 con bé rồi này. Hơn 5. À thế ạ. Bây giờ nó để được một 2 lứa. À vâng. Vâng. Bây giờ tổng cộng nhà chị bây giờ có lợn con tất cả là có 40. 40 con. Vâng. À 40 con. À. Ở phía xa kia thì em cũng đã thấy rất nhiều con lợn con mà chị đã thả ở trong khuôn viên gia đình nhà mình. Thưa quý vị, còn đây là thôn Nậm Sái, xã Nà Trì, huyện Xín Mần. Ngay bây giờ, mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi tiếp tục tham quan một mô hình rất đặc biệt và thú vị đến với nhà anh Hoàng Minh Dương. Hãy cùng theo chân chúng tôi nhé. Gia đình mình có ai ở nhà không ạ? Chào anh Dương. Bọn em là bên Sở Văn hóa. Ngày hôm nay được sự giới thiệu của người dân thì được biết đến nhà anh Hoàng Minh Dương. Và đặc biệt hơn nữa là biết gia đình nhà mình đang có một mô hình phát triển kinh tế. Hôm nay bọn em đến đây thì anh có sẵn lòng để chia sẻ cái mô hình đó không? Vâng, rất sẵn lòng ạ. Dạ vâng, thế bây giờ anh em mình cùng di chuyển nhé. Vâng, mời anh ạ. Với một diện tích khá là lớn như này thì không biết là gia đình mình đang thực hiện với những mô hình gì nhỉ anh nhỉ? Vâng, thì
đang nuôi mô hình là ba ba cá. À thế ạ. Như trong ao này thì em thấy gia đình anh Dương đã chia thành những ô nhỏ, thì không biết mình nuôi lại loại cá gì ở đây nhỉ anh nhỉ? Cái này là cá trê anh ạ, cái này là tạm thời nuôi cá trê trước. À. Chủ yếu là mình nuôi sản phẩm gì? Chủ yếu của gia đình là nuôi ba ba thương phẩm ạ. À, ba ba thương phẩm. À, hiện tại thì gia đình mình có cái số lượng nhiều không? Và đã nuôi được bao nhiêu lâu rồi anh? Ba ba thì hiện tại đang có là 1.000 con ạ. 1.000 con. Và bây giờ ba ba này thì anh đã nuôi được bao nhiêu ngày tuổi rồi ạ? Nuôi được 1 tháng rồi. 1 tháng rồi. Vậy còn bên này, với một không gian rộng như thế này thì anh để nuôi... Đây là để nuôi ba ba thương phẩm. Ba ba thương phẩm. Tách ra để sau này lớn lên còn tách được cái, chứ không để nó cắn nhau. À thế ạ. Vậy với con ba ba này thì mình thực phẩm, mình cho ăn là những thực phẩm gì anh? Thực phẩm thì cho ăn giun quế. Giun quế. Thì gia đình cũng chủ động là nuôi giun quế trước để tự cung tự cấp nguồn thức ăn luôn. Thế ạ. Ở bên này là ba ba giống phải không anh Dương? Sau khi được bao nhiêu ngày tuổi rồi mình sẽ di chuyển sang bên này? Sau tầm 2 tháng tuổi thì nó lớn, nó ăn, nó cứ ăn nó khỏe được. À, vậy chuyển xuống ao dưới để nuôi. À vậy ạ. Vậy cái mô hình này thì gia đình mình đã thực hiện được được mấy năm rồi và được bao nhiêu lâu nhỉ anh nhỉ? Thì năm nay là năm đầu tiên thôi. Năm nay là năm đầu tiên. Và cũng chưa biết là hiệu quả kinh tế như thế nào phải không ạ? Vâng. À, thế anh cho em hỏi là với 1.000 con ba ba thì cái số lượng mình nhập như vậy thì cái giá của nó như thế nào anh? Giá ba ba giống thì mỗi con nó dao động khoảng 30.000 một con. Dao động khoảng 30.000. Trong một năm thì anh nuôi được mấy lứa? Một năm thì nói chung là do ba ba nó cũng lớn chậm nên là mỗi năm thì chỉ nuôi được một lứa thôi. Chỉ nuôi được một lứa. Và khi mà ba ba phát triển rồi, ba ba đủ tuổi để mà thành phẩm rồi, thì 1 kg con ba ba là khoảng bao nhiêu tiền ạ? Thì giao giá thị trường thì ba ba thịt thì nó rơi khoảng tầm 300 đến 350 một cân ạ. À, 300 đến 350.000. Như vậy là một cân là 350.000. Thường thì một con ba ba thì khoảng bao nhiêu kg mà anh? Nhưng mà cũng do theo từng năm thôi, càng lâu năm thì càng to. À, càng lâu năm càng to, nó không hạn chế kích cỡ đúng không ạ? À, vâng ạ. À, ước tính là 1.000 con thì mình sẽ, khi mà xuất thì mình sẽ có khoảng bao nhiêu tấn anh? Thì nói chung là mỗi con thì một cân thì 1.000 con được 1 tấn. Đúng không nào? 1 tấn. Vâng. À, như vậy là một năm sẽ thu nhập cho gia đình mình khoảng 300 triệu và chi phí về thức ăn này, về thuốc thang này để có thể là đảm bảo chất lượng nhất cho một con ba ba. Thì trừ chi phí đi thì gia đình mình có một khoảng thu nhập khoảng 250 triệu phải không nào? Vậy tính bình quân ra thì cũng 18 đến 19 triệu trên một tháng cho một hộ gia đình. Thưa đồng chí đồng bào, địa điểm tiếp theo chúng tôi đến là thôn Tân Sơn, xã Nà Trì, huyện Xín Mần. Và ngay lúc này thì nơi tôi đứng và bên cạnh tôi đây là đồng chí bí thư thôn Tân Sơn. Xin được chào bác. Vâng, chào cháu. Bác cho cháu hỏi là hiện nay thôn Tân Sơn mình có bao nhiêu hộ gia đình ạ? À, báo cáo với cháu là thôn Tân Sơn là có 286 khẩu. Vâng. Và là 63 hộ gia đình. Dạ vâng. Đủ các dân tộc là Tây, dạ, là đại số, rồi là Kinh, rồi Nùng, vâng, rồi là Mông, rồi Giao. Dạ vâng. Rồi cùng chung sống với nhau. Thì sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì thôn bản mình đã tuyên truyền và vận động như thế nào hả bác? Vâng, báo cáo cháu là sau Đại hội 13 của Đảng ấy thì thôn cũng đã triển khai theo một số nghị quyết của Đại hội. Dạ vâng. Là nhất là tập trung vào xây dựng nông thôn mới và là phát triển kinh tế. Đấy, báo cáo với cháu là xây dựng nông thôn mới thì nó liên kết hợp với là cái nhà văn hóa thôn. Nhà văn hóa thôn đây là cũng xây lâu rồi nhưng mà là tu sửa lại. Và vừa rồi là kết hợp xây dựng nông thôn mới là đây là mở thêm cái sân
Đấy, thì bà con như là vui chơi giải trí, bóng chuyền, thể dục thể thao. Đấy, còn phát triển kinh tế thì báo cáo với cháu là bây giờ là dân thì tập trung vào trồng rừng. Vâng. Tập trung vào trồng rừng, đại đa số là dân trồng rừng là nhiều rồi. Bây giờ là các loại cây như là cây cây quế, vâng, với là cây keo. Đấy, với là xây dựng nông thôn mới thì đang chuẩn bị là làm đường liên thôn. Liên thôn liên xóm, còn cái đường trục đường chính của thôn ấy đi qua đã có đường bê tông rồi. Dạ vâng. À, bây giờ chỉ tu sửa lại thôi. Đấy, thì bây giờ cũng đang chuẩn bị gọi là cát. Đấy, để mà tới đây là có xi là bắt đầu là tiếp tục là làm được. Đấy, nhóm hộ, nhóm cụm. Thì về xây dựng nông thôn mới, thì còn về chăn nuôi thì báo cáo với là đồng chí là ở đây là bà con là tập trung vào nuôi lợn đen. Lợn đen. Lợn đen, lợn sinh sản ấy. Thì bây giờ bán như vừa rồi là bán lợn con ấy, các nơi về đấy cũng rất hiệu quả. Rồi có nhà được vài chục triệu. Đấy. Còn nuôi trâu búa béo cũng có mấy hộ đăng ký. Bây giờ cũng làm cũng rất hiệu quả. Đấy, còn chuẩn bị bầu cử ấy, thì báo cáo với đồng chí là ở đây thôn cũng đã chuẩn bị rồi, là bắt đầu là đại biểu của thôn xã ấy, là thôn bầu lên, thôn lựa chọn đấy. Đấy, thì qua hiệp thương là lần thứ nhất, lần thứ hai rồi, chiều nay tiếp tục lại lần thứ ba. Đấy, là nói chung là cái này là đại biểu là dân cử dân bầu. Đấy, dân tìm nên là không có gì là vướng mắc. Còn để mà chào mừng ấy, thì nói chung là ở đây là tuyên truyền bà con thì các hộ cũng là dọn dẹp vệ sinh kết hợp với xây dựng nông thôn mới nữa để mà chào mừng ngày bầu cử các cấp. Báo cáo đồng chí đấy là dân nhân dân nhất hưởng. Cháu xin chào cô Va. Vâng, chào cháu. Hôm nay cháu được xã giới thiệu đến gia đình mình. Và đặc biệt hơn nữa là có một mô hình rất đặc biệt và hay. Không biết rằng lúc này thì cô có thể chia sẻ cho chúng cháu được những cái mô hình của gia đình mình không ạ? Được các cấp chính cấp ủy chính quyền tư vấn và đi hội họp tuyên truyền thì cô lấy quế về để trồng làm cái đồi quế. Thế bây giờ nếu được thì cô cháu mình có thể lên thăm rừng quế được không ạ? Thì bây giờ xin mời các cháu lên xem. Vâng. Thăm cùng cô lên xem. Cô vai rừng quế nhà mình tốt quá nhỉ? Vâng. Không biết là gia đình nhà mình với mô hình này thì diện tích khoảng bao nhiêu hecta? Vâng, đây diện tích ở đây thì từ cái đồi này đi sang cái đồi bên kia là 7 hecta. 7 hecta. Vâng. Thì, với số lượng là và diện tích rộng như thế này thì gia đình mình trồng 1 hecta thì trồng được khoảng bao nhiêu cây quế ạ cô? Vâng ạ, cái này thì cách nhau thì mỗi cây là 2 mét một cây thì 1 hecta thì tầm 5.000 cây. 5.000 cây. Vâng, vâng. Như vậy 7 hecta là khoảng 35.000 cây quế phải không ạ? Vâng, vâng. Vậy cách chăm sóc cây quế này có khó không ạ cô Va? Vâng, cũng lúc đầu ấy thì cũng khó đấy, mà cũng mất nhiều công lắm đấy. Vâng. Tại vì nó bé, nó lớn chậm nên ra là mình phải chăm sóc, phải phát, phải cho nó ấy, không là ở đất này nó còn nhiều cái loại dây này nữa, nó cuốn vào, nó bị trùm vào, dạ, cũng chết, dạ, hết đi một phần. Dạ, dạ. Nên ra mình phải chăm sóc từ lúc bé. Còn đến từ 3 năm 4 năm, những cái cây này 3 năm 4 năm là không phải ấy nữa, là lá nó khác dụng, nó khác ấy, nó khác từ ấy như thế này, nó không, dạ, vâng, nó không có cỏ mới nữa, nó chỉ đắc này thôi. Còn những cái cây lúc còn bé bằng này ấy, thì phải lúc nào cũng phải phát gốc, phát đấy. Đấy, vâng. Như bây giờ bên kia còn chưa được đấy. Vâng. Bên kia là vừa trồng. Thế cô cho cháu hỏi là khoảng bao nhiêu năm thì mình có thể thu hoạch được rừng quế với một mô hình rất là lớn như thế này ạ? Bây giờ cái quế như thế này thì nó phải vào tầm 10 đến 12 năm. 10 đến 12 vâng, năm. Thì mới được thu hoạch. Vâng. Vâng. Còn không thì nó kiểu nó cũng không ấy mà... Cái chăm sóc quế này thì cũng không cần phân nhiều đâu, chỉ lúc đầu thôi. À dạ còn vâng. Còn đã lớn như thế này thì cũng không ấy nữa, chỉ phát cho nó sạch cỏ mới là cây dây leo thôi. Vâng. Vâng. Thường thì mình sẽ mất khoảng vài năm đầu để mình chăm sóc vất vả một vâng, chút đúng vâng, không ạ? Vâng. Vâng. Đấy. Nếu như cô đã nói thì gia đình mình có 7 hecta rừng quế. Vâng.
tương đương với việc là mình sẽ trồng được 35.000 và trên 5.000 trên 1 hectare. Vâng. Thì như cháu tính ra là như thế này, thường thường thì một cây quế với bán kính từ 15 hoặc 20 thì mình bán ra được bao nhiêu tiền hả cô? Thì tầm 350 đến 400. 350 đến 400. Vâng. À vâng, như vậy cháu tính là một cây là 400.000 với bán kính là 15 đến 20 cm. Đấy là thời điểm hiện tại bây giờ. Thời điểm hiện tại bây giờ. Còn đến lúc bây giờ cái này thu hoạch thì cũng không biết được. À dạ vâng, có thể lên hoặc cũng có thể là giữ lại mức giá đó phải không ạ? Vâng vâng. Thì cháu đấy là thời điểm hiện tại. Như cháu tính một cây là 400.000 và 35 cây là 3412 sẽ là 12 tỷ. Vâng. Tính trung bình ra là một năm gia đình nhà mình sẽ thu được khoảng 1 tỷ. Vâng. Còn một con số rất là lớn và vâng, có lẽ rằng là với một cái mô hình lớn này thì rất mong là sau khi mà gia đình mình khai thác và chăm vâng sóc về cái cách làm về một cái mô hình đặc biệt này thì cũng sẽ chia sẻ cho tất cả những người dân trên địa bàn và để tất cả mọi người có thể có được một mô hình đem lại một hiệu quả kinh tế cao. Vâng. Chào bác. Bác cho cháu hỏi bác tên là gì ạ? Tôi tên là Trừng. À, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay là 61 tuổi. Vâng. Hôm nay thì chúng cháu đến đây muốn tìm hiểu về một mô hình phát triển kinh tế. Vâng. À, thì không biết là trên tay bác đang cầm cây gì đấy ạ? Cây này báo cáo với anh, nó là cây quế. Cây quế? Vâng. Bác có thể giới thiệu chi tiết hơn một chút về cây quế này được không ạ? Vâng. Cây quế này thì cũng báo cáo với lại anh là theo cái chủ trương của tỉnh. Vâng ạ. Thì vườn ươm chúng tôi là thành lập là hợp tác xã. Vâng. Tức là hợp tác xã Tân Tiến. Vâng. Thế cơ sở thì chúng tôi có hai cơ sở. Vâng. Một là cơ sở ở đây, hai là cơ sở thuộc thôn Trung Thành, xã Khuôn Lùng. Vâng. Còn đây là thuộc thôn là Trì, xã là Trì. Vâng. Thế thì vườn ươm thì chủ yếu là cái mục đích là ươm cây quế và cây keo. À thế ạ. Để cho các cái chương trình dự án phục vụ trồng cây ở mấy xã phía nam của huyện Xuân Mần. Dạ vâng. Vâng. Thế còn thì riêng về cây quế này thì cũng báo cáo với anh là về tuổi thì cây quế này cũng đã được là gần một năm rồi. Gần 1 năm tuổi. 10, 11 tháng rồi. Dạ vâng. Vâng. Đấy, thì bây giờ anh xem này nó có dễ non này. Tức là bây giờ bà con trồng là bây giờ như loại như thế này là rất là an toàn. Vâng. Đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn, đấy, đảm bảo. Vâng. Bác cho cháu hỏi là cái cách thức để ươm cái cây quế này như thế nào ạ? Ươm cây quế này thì báo cáo với anh là cái hạt giống thì chúng tôi lại lấy ở bên tỉnh Lào Cai. Dạ vâng. Còn bên công ty bên đó lấy giống bên đó. Thế thì cái hạt của nó thì về là qua quá trình là đi thu mua bên đó về, mua bên đó về thì mình đóng bầu và đồng thời là cho phân. Phân thì là nó chủ yếu dùng loại phân NPK. Vâng. Trộn với đất. Thế và đồng thời là một là có hai hình thức, một là gieo hạt ra bãi xong là nhổ cấy cây con. Dạ. Mà hai nữa là cấy trực tiếp hạt. Đấy, thì trong thời gian phải sinh trưởng 10 tháng trở lên. 10 tháng trở lên mới đảm bảo để cấp cho dân. Vâng. À. Hiện tại với diện tích như cháu thấy là khoảng hơn 1.000 mét vuông này. Vâng. Thì mình đang trồng số lượng là bao nhiêu cây quế và bao nhiêu cây keo ạ? Báo cáo với anh là nếu như bây giờ như cây quế hiện nay đang có trong vườn đây thì nó rơi vào tầm khoảng độ 10 11 12 vạn cây. Vâng. Tức là khoảng độ 120.000 cây. Vâng. Còn cây quế chỗ này thì nó cũng rơi vào tầm khoảng độ 70.000 cây. 70.000 cây. Thế còn cơ sở hai dưới kia thì lại nhiều hơn. À mình có hai cơ sở ạ. Diện tích dưới rộng hơn. Vâng. Dưới đấy là tổng là coi như là hơn 2.000 mét vuông cơ. Dạ vâng. Vâng. Nên là đủ, nói chung là cây thì cung cấp cho ba xã phía nam là nói chung là hàng năm là thoải mái. Vâng. Bác cho cháu hỏi là một cây quế này mình bán ra cho người dân để người dân trồng rừng phủ kín đồi trọc là khoảng bao nhiêu tiền một cây quế ạ? Vâng, nếu như mà nói cây quế thì cách đây là năm kia, năm 2019 ấy. Vâng. Thì là chúng tôi bán tại đây là bán 1.100. 1.100. Vâng. Còn cây keo? Cây keo là đầu năm là vừa rồi là bán 700 đồng một cây. Dạ. Vâng, 700 đồng một cây. Ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ có giá như vậy, vâng, phải không ạ? Vâng. Thưa đồng chí, đồng bào và các bạn, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lấy ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021 là ngày cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và hiện tại, công dân xã Nà Trì, huyện Xín Mần đã và đang đến trụ sở Ủy ban Nhân dân để cùng làm thẻ căn cước. Nhân sự kiện lớn này, mời đồng chí đồng bào và các bạn cùng với chúng tôi đến tìm hiểu và lắng nghe những ý kiến, chia sẻ, đặc biệt là ý thức và trách nhiệm trước cuộc bầu cử. Xin được chào bác.
Bác ơi, bác cho cháu hỏi bác tên là gì ạ? Tên là Hoàng Hoàng Quang ạ. À, bác Quang năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 66 tuổi. 66 tuổi. Như bác đã biết là ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày để cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. À, bác cho cháu hỏi, bác đã được đi bầu cử bao nhiêu lần rồi ạ? Qua quá trình lần này nữa là lần thứ 9 ạ. Lần thứ 9. Với lần này, nhiệm kỳ 2021-2026, bác thấy ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của một người công dân trước cuộc bầu cử như thế nào ạ? Ý thức, trách nhiệm của mỗi người công dân, mỗi cử tri là có trách nhiệm phải đi sớm, đi đúng giờ để bỏ phiếu. Thứ hai, tức là đủ chọn người đủ đức, đủ tài, đủ lãnh để mà lãnh đạo đất nước. À, bác cho cháu hỏi, với lần đi bầu cử này là bác đi bầu cử lần thứ mấy rồi ạ? Tôi đưa bầu cử lần này là lần thứ 8. Dạ, lần thứ 8. Nhiệm kỳ 2021-2026. Lần này bác là một người công dân đi bầu cử, lựa chọn ra những người lãnh đạo sáng suốt và đủ, để chúng ta lựa chọn ra những lãnh đạo tuyệt vời. Thì bác cho cháu hỏi về ý thức, trách nhiệm, đặc biệt hơn nữa là nghĩa vụ của một người công dân khi đi bầu cử ạ? Tôi sẽ đi bầu cử sớm. Trước khi tôi cầm được lá phiếu bầu cử, tôi sẽ chọn những người đúng tư cách, đủ đức, đủ tài để vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Dạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Xin chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Thảo ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 18 tuổi ạ. Như bạn đã biết, ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bạn có thể cho chúng tôi biết là ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi là người công dân đi bầu cử không? Vâng, thì năm nay em vừa tròn 18 tuổi, em thấy đây là một niềm tự hào rất là lớn. Và là một cử tri thì em sẽ đi bầu cử thật sớm, lựa chọn và xem xét thật kỹ để chọn ra những người có đủ đức, đủ tài để tham gia lãnh đạo đất nước ạ. Cùng với việc hướng dẫn, vận động nhân dân chịu khó, cần cù lao động, làm giàu chính đáng với nhiều mô hình, cách thức khác nhau. Trong đó tập trung trọng tâm đột phá về chăn nuôi, trồng trọt. Đảng bộ, chính quyền xã Nà Trì còn luôn quan tâm đến xây dựng và hoàn thiện đường giao thông, kênh mương nội đồng. Vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng trường học khang trang cho con cháu đều được đến trường học cái chữ, học làm người. Xây dựng trạm y tế đạt chuẩn để tư vấn chăm sóc sức khỏe nhân dân những lúc ốm đau. Với cách làm thiết thực, cụ thể vì lợi ích của nhân dân, xã Nà Trì đã đang lựa chọn đúng hướng phát triển, làm cho diện mạo từng ngày đổi thay, làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện. Đó là những việc làm thiết thực nhất chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mười năm dân quê tôi khi xưa, bàn mặt cho đất, bàn ngân cho trời.